Hello, xin chào bạn tới với kênh YouTube tập yoga của blog Yogi Travel VN. Mình là Thương Bền và bài hôm nay sẽ là một bài đơn giản nhẹ nhàng giúp bạn đánh thức lại năng lượng, tìm lại nguồn năng lượng ở sâu trong bản thân bạn. Hãy chạy thảm ra và bắt đầu thôi. Hãy bắt đầu bằng ngồi lên giữa thảm, bạn có thể gác chân lên đùi hoặc là ngồi ở tư thế nào mà bạn cảm thấy thoải mái nhất. Thả lỏng hai tay bạn lên đầu gối, đẩy lồng ngực ra phía sau một chút xíu và rớt vai xuống, rồi đưa lồng ngực lại về vị trí trung tâm. Hai tay bạn mềm, đặt lỏng lên đầu gối, khuôn mặt mềm ra, cằm thả lỏng. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Và cảm nhận vào nhịp thở của bạn. Hít vào bằng mũi và bạn thở ra bằng mũi. Hãy mang ý thức của bạn vào nhịp thở để cảm nhận là hơi thở bạn dài hơn, sâu hơn và êm hơn. Khuôn mặt và đỉnh đầu bạn thả lỏng ra cùng với nhịp thở luôn. Nhẹ nhàng đưa bàn tay phải bạn đặt lên trước bụng và bàn tay trái đặt lên lồng ngực. Nào, bây giờ hãy cảm nhận khi bạn hít vào, bụng và lồng ngực của bạn căng lên, bơm khí đầy vào người. Và khi bạn thở ra, lồng ngực và bụng của bạn sẽ mềm xuống, đẩy hết khí ra. Một vài nhịp thở nữa. Cảm nhận hơi thở bạn dài hơn. Bạn hít vào sâu hơn, nhiều khí hơn. Bạn thở ra chậm hơn và dài hơn. Nhẹ nhàng đặt hai tay lên đầu gối, vẫn nhắm mắt, mềm vai và mềm khuôn mặt ra. Bạn nhẹ nhàng để nghiêng, đổ nghiêng người về bên phải, rớt vai phải mềm xuống đất, rớt nhẹ nhàng xuống. Và
úp bàn tay phải của bạn dưới sàn. Các ngón tay xòe ra bám xuống mặt thảm, cùi chỏ bên phải và vai bên phải lỏng ra. Hít vào, bạn vươn tay trái và dạng lườn qua bên phải. Lườn bên trái kéo căng ra. Bạn nhắm mắt và giữ ở đây một vài nhịp thở nữa. Từ từ đổ rạp người xuống đầu gối bên phải, lồng ngực đặt lên đầu gối bên phải và thả lỏng trán xuống sàn. Nếu bạn chưa chạm được trán xuống sàn, hãy chống hai tay và thả lỏng cùi chỏ, thả lỏng vai xuống. Hai bàn tay bạn chống bên khuôn mặt, hít vào, nâng người lên và đặt hai tay bạn lên đầu gối. Mình đổi bên, giữ vai mở rộng, rớt cùi chỏ bên trái và vai trái ra về bên trái, thả lỏng nghiêng qua, rồi nhẹ nhàng úp tay trái xuống đất, mềm người xuống nhiều hơn. Cố gắng đừng gồng cứng vai trái mà thả lỏng vai và lỏng cùi chỏ ra. Rồi bạn vươn tay phải lên trời, qua bên trái, kéo giãn lườn bên phải của bạn ra. Nhẹ nhàng úp lồng ngực xuống đầu gối bên trái, đồng thời úp bàn tay phải xuống bên cạnh khuôn mặt và thả lỏng trán xuống. Chống hai bàn tay về bên cạnh khuôn mặt, đẩy người lên và đặt hai tay bạn lên đầu gối trở lại. Hít nhẹ và thở dài ra. Từ từ chắp hai tay về trước lồng ngực. Hít vào, bạn giữ bàn tay chắp và vươn hai tay lên trời, rướn dài người, nhẹ lưng lên. Thở ra, bạn hạ hai tay xuống trán. Rồi kéo xuống lồng ngực. Và nhẹ nhàng mở mắt ra. Hai tay bạn chống lên đầu thảm, đầu gối bạn lùi ra sau. Úp mua bàn chân dưới sàn, lắc nhẹ vai, lắc nhẹ lưng mềm ra hai bên. Mềm nhẹ qua bên phải, qua bên trái. Đẩy lưng ra. Bám chặt hai tay, giữ hai đầu gối dưới sàn, hai đầu gối mở rộng ra bàn hông. Bạn bước chân phải lên giữa hai tay, bước lên đầu thảm, đẩy người về phía trước, đầu gối sau. Đừng cố gắng giữ đầu gối sau vuông góc, nó sẽ đau lên đầu gối, mà bạn hãy ép đùi về trước để phần hàng bạn mở ra. Đầu gối trước vuông góc từ cổ chân tới đầu gối. Hai tay bạn đặt lên đầu gối phía trước. Nhắm mắt và từ từ mở tay, lồng ngực bạn mở rộng ra. Giữ người trong vị trí thăng bằng ở đây. Hãy lắng nghe lại cơ thể bạn. Bạn có cảm giác mình bị gắt ở phần thắt lưng không? Nếu bị gắt ở phần thắt lưng, hãy hóp bụng vào trong và rướn lưng lên. Bạn có thấy mình bị mỏi ở vai không? Nếu mỏi ở vai, hãy đưa tay rộng ra và khuỵu cùi chỏ một chút xíu.
đạp chặt chân trước và giữ chắc lực ở đầu gối sau để giữ thăng bằng. Hít vào sâu, thở ra sâu. Từ từ hít vào, bạn đưa hai tay chắp vươn lên trời, kéo lên. Thở ra, bạn mở ngang hai tay. Trở lại, hãy cố gắng nhắm mắt và tập trung cảm giác vào chân để giữ thăng bằng. Hít vào, vươn tay lên, hai tay chắp. Thở ra, mở ngang hai tay. Nhịp cuối cùng, hít vào, hai tay chắp, vươn lên trời. Thở ra, mở ngang hai tay. Và lùi người ra sau, đưa tay ra sau, ép lồng ngực xuống đầu gối bên phải, chỉ hai tay bạn xa ra sau. Thở dài ra. Từ từ chống hai tay xuống sàn, lùi đầu gối chân phải ra sau. Hai đầu gối mở rộng bạn hông, bằng hông bạn đẩy hết mông ra sau và rạp lồng ngực, rạp trán xuống sàn. Xoay các ngón tay bám vào thảm, bạn đẩy người về phía trước trở lại. Đẩy người lên và bước chân trái lên giữa hai tay. Bước cao lên cho tới lúc chân tay phải, tay trái, chân và tay phải của bạn thẳng hàng nhau. Úp chân sau xuống dưới đất. Nào, đặt hai tay lên đầu gối phía trước, căn chỉnh lại thăng bằng. Đạp chặt chân trước, giữ chặt đùi sau. Hít vào, bạn mở ngang hai tay ra. Có thể nhắm mắt lại và cảm nhận thăng bằng lên đùi sau. Thăng bằng lên hai tay. Hai vai của bạn mở hết về phía trước. Nhịp thở thật chậm, thật êm. Hít vào, vươn hai tay lên trời, chắp tay, kéo dẹn lên. Thở ra, mở ngang hai tay. Hít vào, hai tay vươn lên trời chắp, kéo tay cao lên. Thở ra, mở ngang tay. Hít vào, vươn rướn lên. Thở ra, mở ngang tay. Một nhịp nữa, hít vào, rướn lên, chắp tay, kéo cao người lên. Thở ra, đưa hai tay ra sau và đổ rạp người về phía trước. Chống hai tay xuống sàn, rút chân trước ra sau và đẩy người ra sau, đẩy hông ra sau, rạp trán xuống sàn. Thả lỏng ra trong tư thế em bé. Xoay các ngón tay bám vào đầu thảm, bạn đẩy người lên trong tư thế đứng bằng bốn đệm trở lại. Từ vị trí này, bạn đưa đầu gối phải nằm về dưới cườm tay phải, chân bạn mở rộng ra, lùi đầu gối trái về sau, úp xuống dưới sàn, nhón các đầu ngón tay và đẩy lồng ngực, đẩy thẳng lưng lên, giữ cho lồng ngực mở và cảm nhận phần háng bạn được mở ra. Phần đùi trước sẽ hơi căng một chút xíu, phần đùi sau cố gắng ép nhiều xuống sàn và chỉ mũi chân trái rướn ra sau. Giữ tư thế này, mặt xoay về phía trước. Hít và thở chậm ra. Nhẹ nhàng đưa hai quỳ chỏ về phía trước và thả lỏng vai xuống.
Nếu được nữa, bạn vươn hai tay về phía trước và nằm rạp trán và lồng ngực xuống sàn. Hai tay bạn kéo về gần khuôn mặt, chống xuống sàn, bạn đẩy người lên trở lại, nâng người ruột lên. Sau đó bạn chống hai tay, nhón mũi chân sau, nâng đầu gối sau lên. Và bạn bước chân trước ra sau, đẩy hông dạng ra sau trong tư thế đào đó. Đẩy dài người, các ngón tay xòe bám dưới sàn, đẩy hông cao và rạp hết người ra sau. Thở dài ra. Hạ hai đầu gối xuống sàn. Mình tập tư thế con bồ câu cho chân bên trái. Bạn hãy đưa đầu gối trái về dưới cườm tay trái và mở ngang chân ra. Đầu gối phải bạn lùi ra sau và ép chân phải xuống sàn. Nào nhón các đầu ngón tay và đẩy lồng ngực lên. Mở ngang lồng ngực, xoay mặt về phía trước. Cảm nhận phần lồng ngực được mở ra, phần lưng bạn rướn lên, vai bạn mở rộng và mũi chân phải phía sau kéo dài ra sau, đùi sau úp chặt dưới sàn. Một nhịp ở đây nữa, hít vào sâu, thở ra, bạn chống hai cùi chỏ tay dưới sàn, đan các ngón tay lại và rướn lồng ngực về phía trước. Từ đây, bạn úp hai tay xuống sàn, thả lỏng cùi chỏ và thả lỏng trán xuống luôn. Hai tay bạn kéo về bên cạnh khuôn mặt, xoay các ngón tay chống xuống sàn. Từ từ đẩy người nhìn lên, kéo tay và mở ngang lồng ngực thêm một nhịp nữa. Lồng ngực mở rộng ra, còng đẩy về phía trước. Hít vào, rồi thở ra, hai tay chống, nhón mũi chân sau, nâng đầu gối sau lên khỏi sàn và bạn rút chân trước ra sau, đẩy lưng dài trong tư thế đao đót, tư thế chó úp mặt. Đẩy dài người dạng ra sau, thở dài ra. Hai đầu gối bạn khuỵu nhẹ, lưng đẩy cao, nhìn về phía đầu thảm và từ từ đi hai chân lên đầu thảm, rạp dài lồng ngực xuống, thở dài ra, nhẹ nhàng lật từng nốt sống và cuộn lưng lên, cuộn từ từ lưng lên, rồi đứng lên giữa trên đầu thảm. Vai bạn mở rộng ra. Từ vị trí đầu thảm, bạn hít vào, vươn hai tay lên trời,
kéo dài người giãn lưng, hai bàn tay chắp lại trườn hết lên, mắt nhìn theo tay luôn. Thở ra, bạn mở ngang hai tay và đổ rạp người về phía trước, trườn người về trước giữa vị trí lưng song song với mặt sàn, các ngón tay xòe trườn dài ra. Một nhịp thở ở đây, hít vào sâu, thở ra, rạp dài người xuống, thả lỏng trán, rạp người xuống, thở ra, hít vào, ngẩng mặt, rướn lưng song song với mặt sàn, thở ra. Bạn rạp người xuống và rút chân phải ra sau, mũi chân phải chạm xuống, các đầu ngón tay của bạn chống, mắt nhìn về phía trước, nhón người căng, hít sâu, bạn lật hai tay, vươn lên trời, rướn lên. Thở ra, gót chân sau bạn hạ dưới sàn, đầu gối bạn phía trước của bạn thẳng ra. Hít vào, bạn mở ngang hai tay. Thở ra, rướn tay trái về phía trước và vươn lên trong tư thế tam giác. Tay phải bạn vươn cao, tay trái chống xuống sàn. Giữ lưng thẳng và lồng ngực mở ra. Một nhịp hít vào sâu ở đây. Thở ra, bạn vươn ngang hai tay. Hai tay rướn lên trời, kéo người luôn lên, xoay mặt hết về phía đầu thảm và vươn hai tay rạp xuống sàn, nhón mũi chân sau, khuỵu đầu gối trước, bạn tay và rút chân trước ra sau trong tư thế đao đót, đẩy người dài ra sau, giãn ra. Bạn tay và vươn người về trước, hạ đầu gối, hạ lồng ngực vào giữa hai tay, trườn người về trước và lật lên trong tư thế rắn hổ mang, nhón mũi chân và đẩy ra sau trong tư thế đao đót, để giãn người, thở dài ra. Chân phải của bạn đã cao lên trời, chỉ lên, bước chân phải lên giữa hai tay, nhón các đầu ngón tay, vươn người nhìn về trước, hít vào, lật hai tay, nâng người rướn lên, gót chân sau hạ dưới sàn, thẳng đầu gối trước và mở ngang hai tay ra, vươn tay phải về trước, hít vào, vươn người lên trong tư thế tam giác, hông mở ra, các ngón tay bạn vươn cao, hít một nhịp ở đây, thở ra. Giữ đầu gối thẳng, bạn vươn ngang hai tay, trở lại. Hai tay bạn vươn lên trời, khuôn mặt xoay về đầu thảm, hít. Thở ra, rạp tay về phía trước, mũi chân sau nhón, khuỵu đầu gối trước và bước chân trước ra sau trong tư thế đao đót, đẩy người dài ra sau, thở ra. Vươn lưng về trước, trong tư thế plank, bạn hạ đầu gối, hạ ngực, cằm, trườn người uốn lên trong tư thế rắn hổ mang và đẩy ra sau trong tư thế đao đót, đẩy dài người về phía sau, thở dài ra, khuỵu nhẹ hai đầu gối, nhìn về đầu thảm, bạn bước hai chân lên đầu thảm, rạp xuống, hít vào, ngưng lưng, nâng lưng và ngẩng mặt, rướn lưng song song mặt sàn. Thở ra, rạp xuống, hít vào, mở ngang và vươn hai tay lên trời, nâng người rướn lên. Thở ra, chắp hai tay, mềm trước lồng ngực, thở dài ra. Nào, hãy tiếp tục hít vào, vươn hai tay lên trời, kéo dài người giãn lưng của bạn lên, các ngón tay chắp rướn lên, mắt nhìn theo tay. Thở ra, bạn mở ngang hai tay và đổ rạp người về trước, giữ lưng song song với mặt sàn. Thắt lưng bạn đẩy ra sau, cằm kéo về phía trước. Một nhịp hít sâu, thở ra, rạp xuống sàn luôn. Hít vào, ngẩng mặt rướn lưng song song. Thở ra, bạn rạp người xuống và rút chân trái ra sau, mũi chân trái chạm xuống sàn, nhón các đầu ngón tay, ngẩng mặt nhìn về phía trước, giữ lưng thẳng, gót chân sau bạn hạ xuống sàn, tay phải bạn đặt vào bên trong chân phải và nâng tay trái lên trời,
mắt nhìn theo tay trái run lên. Một nhịp nữa hít vào, thở ra. Bạn chống tay trái lên thắt lưng, đẩy người và vươn lên. Bạn lật người ra phía sau luôn, tay trái vẫn chống lên hông, tay phải kéo dài và dẹn hết, ép vào phần hông phía sau. Dẹn hết từ lườn bên trái, kéo căng tới phần đầu gối và bắp đùi bên phải. Giữ chặt, lườn phải kéo căng ra, hít vào. Thở ra, mở ngang hai tay, trong tư thế chiến binh số 2, vươn hai tay lên trời, xoay mặt về đầu thảm, nhón mũi chân sau, kéo hai tay dài lên. Sau đó bạn rạp hai tay xuống sàn, rút chân trước ra sau, trong tư thế chữ V ngược, tư thế đao đó, đẩy ra. Vươn người về đầu thảm, hạ đầu gối, ngực, cằm, hít vào. Uốn lưng ngẩng mặt lên trong tư thế rắn hổ mang và đẩy ra sau trong tư thế đao đó, đẩy dài ra. Chân trái bạn đá cao lên trời, mở rộng hông ra, lồng ngực xuống và bước chân trái lên giữa hai tay. Bàn tay trái đặt vào trong bên cạnh chân trái, gót chân sau bạn hạ dưới sàn, lật tay phải và vươn lên trời, mắt nhìn theo bàn tay phải. Nhịp thở cuối cùng, vươn cao các ngón tay phải lên, rồi chống tay phải lên thắt lưng. Lên phần hông, bạn lật người, nâng lên trong vị trí thăng bằng trước, chống tay chặt vào hông và rướn tay phải hết, tay trái rướn hết về bên phải, kéo lườn trái căng ra, thở ra, cố gắng vẫn giữ đầu gối trước khuỷu, kéo dẹt lườn trái ra một nhịp nữa. Rồi từ từ, mở ngang hai tay trong tư thế chiến binh. Xoay mặt về đầu thảm, vươn hai tay lên trời, nhón mũi chân sau, kéo người căng lên và thở ra. Bạn rạp hai tay xuống dưới sàn, rút chân trước ra sau, đẩy hông trong tư thế đao đó. Rướn dài người về trước, hạ đầu gối, ngực, cằm, trườn người, uốn lưng nâng lên trong tư thế rắn hổ mang và đẩy ra sau trong tư thế đao đó, tư thế chữ V ngược. Giữa tư thế đao đó, hãy lắc người nhẹ qua hai bên, lắc qua bên phải, qua bên trái, đẩy người ra sau, thở ra. Nhìn về đầu thảm, khuỵu nhẹ hai đầu gối. Lúc này bạn sẽ mang hai đầu gối lên đầu thảm, kéo hai đầu gối lên, chân phải, chân trái đưa lên và ngồi lên gót chân, hai tay bạn đặt lên bắp đùi, lồng ngực bạn mở ra. Nhắm mắt và hít thở một nhịp. Hít vào, rộng vai, vươn hai tay lên trời, rướn cao tay dẹn lên. Thở ra chắp hai tay, cuộn lưng, kéo cằm vào lồng ngực, tay chắp trước khuôn mặt. Hít vào, mở ngang tay, nâng người rướn lên. Thở ra, thả lỏng lưng, cằm kéo vào lồng ngực, cuộn bụng vào trong. Hai nhịp nữa, hít vào, vươn tay, nâng người rướn lên. Thở ra. Nhịp cuối cùng, hít vào, vươn và nâng rốn toàn bộ người lên. Rồi, chắp hai tay, mềm trước lồng ngực. Bạn chống hai tay rồi thả ngồi qua một bên và đưa hai chân về phía trước,
sau đó nằm dài người ra thảm, lưng hạ xuống sàn. Hai tay mềm bên cạnh người, lắc nhẹ người qua hai bên, lắc qua phải, lắc qua trái, ép thắt lưng, ép lồng ngực xuống sàn. Đá chân phải của bạn lên trời, dùng tay ôm lấy đầu gối phải ép chặt vào lồng ngực, mũi chân trái chỉ lên. Tay trái bạn ôm lấy đầu gối phải và kéo hết về bên trái, khuôn mặt bạn xoay về bên phải. Cảm giác phần lưng của bạn được xoắn, vai của bạn được mở ra. Quay về vị trí trung tâm trở lại, hai tay ôm sát vào đầu gối, ép chặt lưng xuống sàn. Và thở ra, hạ chân xuống đất, mình đổi bên, ôm đầu gối chân trái, ép thắt lưng xuống sàn. Mũi chân phải bạn chỉ lên trời. Dùng tay phải nắm lấy đầu gối trái và kéo về bên phải. Vai trái bạn mở ngang qua, xoắn người qua. Nhẹ nhàng nâng người lên về vị trí trung tâm, ôm đầu gối ép chặt lồng ngực xuống một nhịp nữa. Rồi thở dài, thẳng chân trái, hạ xuống sàn, hai tay mở rộng. Toàn bộ người nằm thả lỏng trong tư thế thả lỏng cuối cùng. Hãy giữ tư thế thả lỏng này trong vòng 5 phút, dùng tay phải đặt lên bụng, tay trái bạn đặt lên lồng ngực. Mình tập lại bài tập thở, đặt đều và sâu. Cảm giác bụng và ngực nâng lên khi bạn hít vào, hạ xuống khi bạn thở ra. Sau khi bạn đã cảm nhận được hơi thở đều, sâu và êm, hãy thả lỏng hai tay xuôi theo thân, thư giãn trong tư thế cuối cùng. Thank you.
lắc và cử động nhẹ các ngón tay, các ngón chân. Đánh thức người lại nhẹ nhàng. Hai đầu gối bạn kéo sát vào lồng ngực, đổ nghiêng về một bên. Chống hai tay xuống dưới sàn và đẩy người ngồi thẳng lưng lên. Chắp hai tay về trước lồng ngực, hít vào, giữ hai tay chắp, bạn rướn cao lên trời, kéo giãn lưng, thở ra hạ hai tay về trước trán. Rồi từ từ mở mắt ra. Namaste. Cảm ơn bạn đã tập cùng blog Yogi Travel VN và hẹn gặp bạn vào bài tập tiếp theo vào ngày mai. Nhớ bấm nút đăng ký màu đỏ và bấm nút chuông ở bên dưới để mình có thể gửi thông tin về bài tiếp theo cho bạn nha. Tạm biệt bạn, chúc bạn một ngày mới thật là vui. Namaste.